Premier League từ chối quy tắc về thời gian bù giờ của FIFA tại World Cup 2022. Theo quy tắc của FIFA, thời gian bù giờ các trận đấu tại World Cup 2022 được cộng dồn từ thời gian thay người, phạt đền, ăn mừng, nhân viên y tế vào sân chăm sóc cầu thủ chấn thương, check VAR. Lý do là bởi FIFA không muốn lãng phí thời gian chính thức của một trận đấu, đồng thời tránh cho các trường hợp câu giờ tiêu cực. Quy tắc trên gây nhiều tranh cãi, nhưng ban tổ chức của Premier League không có kế hoạch áp dụng quy tắc này của FIFA. Ban tổ chức giải đấu số 1 của nước Anh không muốn trận đấu kéo dài quá lâu, ảnh hưởng tới nhiều mặt, đặc biệt là quỹ thời gian giải trí của khán giả có giới hạn. Sergio Aguero đáp trả những chỉ trích gay gắt rằng anh không xứng đáng nâng chức vô địch World Cup 2022. Tôi ở đó là vì những đồng đội thân thiết với tôi một năm trước. Chúng tôi là bạn bè. Vì bệnh tim nên tôi không thể tiếp tục thi đấu. Nhưng điều quan trọng lúc này là trái tim tôi rất hạnh phúc và tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc này. Sau chiến thắng ở loạt luân lưu của Argentina trước đội tuyển Pháp ở chung kết World Cup 2022, Sergio Aguero là một trong những người chạy vào sân đầu tiên từ khu vực kỹ thuật để ăn mừng. Anh tiến đến ôm chầm những người đồng đội cũ và sau đó nâng cao chiếc cúp trước sự hò reo của tập thể Argentina. Aguero giải nghệ từ năm ngoái do bệnh tim. Cựu sao của Man City từng được mời vào ban huấn luyện của đội tuyển Argentina dự World Cup nhưng đã từ chối. Cựu tuyển thủ Pháp Andy Rami đã chỉ trích thậm tệ Emi Martinez vì thủ môn người Argentina liên tục chế giễu Mbappe sau trận chung kết World Cup. Thủ môn của Aston Villa trở thành mục tiêu tấn công của các cổ động viên Pháp vì những hành vi thái quá sau trận Argentina thắng đội tuyển Pháp. Cụ thể, trên Instagram cá nhân, Andy Rami đã đăng tải bức ảnh Emi Martinez đang ăn mừng kèm theo thông điệp thằng khốn nạn nhất thế giới bóng đá, thằng cha đáng ghét nhất. Ở buổi ăn mừng trong phòng thay đồ sau trận chung kết World Cup, Emi Martinez đã yêu cầu một số đồng đội dành một phút mặc niệm cho Mbappe trong lễ ăn mừng trước vô địch tại thủ đô. Thủ thành của Aston Villa đã ôm búp bê dán hình khuôn mặt của tiền đạo PSG. 3 ngày sau khi chia tay đội tuyển Pháp, Benzema đã có động thái bất ngờ trên trang mạng xã hội. Cụ thể vào ngày hôm qua, quả bóng vàng 2022 vừa hủy theo dõi hầu hết các tuyển thủ Pháp, trong đó có cả đồng đội ở Real Madrid là Tchouaméni. Chỉ có 4 cầu thủ Benzema vẫn giữ liên lạc trên nền tảng xã hội là Mbappe, Camavinga, Marcus Thuram và Varane. Việc Benzema giã từ sự nghiệp quốc tế và hủy theo dõi hàng loạt những tuyển thủ Pháp trên Instagram cá nhân một lần nữa cho thấy mối quan hệ không tốt đẹp giữa tiền đạo của Real với nhiều cầu thủ của đội tuyển Pháp tại World Cup 2022. Trước những động thái của Benzema, truyền thông Pháp tiết lộ nhiều ngôi sao của Le Blues đã vui mừng vì quả bóng vàng 2022 sớm rời Qatar và không muốn thấy chân sút này trở lại thi đấu tại World Cup 2022. Kylian Mbappe gây bất ngờ khi trở lại sân tập câu lạc bộ vào ngày 21 tháng 12, chỉ 2 ngày sau khi trở về World Cup 2022. Theo kế hoạch ban đầu, Mbappe được nghỉ phép đến đầu tháng 1 năm 2023, nhưng chỉ gần 60 giờ sau trận chung kết World Cup 2022 với Argentina, anh đã có mặt tại sân tập của PSG ở Paris. Tại đây, tiền đạo 24 tuổi gặp hầu hết các đồng đội và huấn luyện viên Christopher Galtier, rồi bắt đầu tập nhẹ với các bài thả lỏng. Mbappe và đội tuyển trở lại Pháp hôm 19 tháng 12. Tại quảng trường của thành phố, hàng chục nghìn cổ động viên đã có mặt chào đón các tuyển thủ. Mbappe đáp lại bằng thông điệp, chúng tôi sẽ trở lại. Theo kết quả kiểm tra tại Viên Chăn, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, người phải bỏ dở trận ra quân với Lào ở AFF Cup 2022, không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng. Bác sĩ Trần Anh Tuấn đưa Quang Hải tới bệnh viện cách khách sạn của đội tuyển khoảng 30 phút lái xe để chụp MRI. Theo đó, tiền vệ số 19 chỉ quá tải cơ. Nhưng để an toàn, nhiều khả năng Quang Hải sẽ được nghỉ trận đấu với Malaysia ở lượt trận thứ 2 trên sân Mỹ Đình vào ngày 27 tháng 12. Quang Hải từng bị chấn thương, bỏ dở giải đấu dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo là SEA Games 2019. Khi đó, anh bị tổn thương cơ đùi trong trận đấu với Singapore tại vòng bảng và phải ngồi ngoài nhìn những người đồng đội thi đấu trong hành trình giành huy chương vàng. Billy Ketkel Phonphon cảm thấy giải đấu khép lại với mình sau hiệp 1 trận đấu giữa Lào và Việt Nam. Tôi cảm thấy không ổn ở mắt cá chân nên xin phép huấn luyện viên rút ra. Tôi nghĩ chấn thương này, AFF Cup 2022 đã khép lại với mình. Tôi rất tiếc vì điều đó. Trong phòng họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Mikel Oes đã tỏ ra thất vọng khi nhiều khả năng Billy trong 3 trận đấu còn lại của vòng bảng gặp Singapore, Malaysia và Myanmar sẽ vắng mặt. Điều này sẽ làm ảnh hưởng rất lớn tới công tác chuẩn bị mà đội tuyển Lào đã làm trong vài tháng qua. Cầu thủ này đã thi đấu 45 phút nhưng không để lại quá nhiều ấn tượng. Anh không có pha dứt điểm nào với phía khung thành của đội tuyển Việt Nam. Việc đối thủ áp đặt lối chơi khiến cho chân sút sinh năm 1990 phải lùi sâu để hỗ trợ cho hàng phòng ngự.